với tinh thần của tuổi trẻ thì tụi em cũng muốn góp một chút công sức nào đó vào cái chương trình này để có thể giúp đỡ được bà con được về quê. Nhiệm vụ của lực lượng y tế là sẽ đi theo suốt quá trình và theo dõi đo thân nhiệt, cấp cứu những cái trường hợp mà cần hỗ trợ về y tế khẩn cấp. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi lại những thước phim mà sống có giá trị để giúp cho bà con ở quê có thể cập nhật được tình hình của những người dân ở trong thành phố Hồ Chí Minh đang được đưa đón về quê. Thành tốt nhiệm vụ để đưa người dân từ tâm dịch trở về quê an toàn. Sau lễ khởi hành, 12 xe đã xuất phát từ bến xe Chí Nghĩa đi thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 10 xe chở người dân, mỗi xe được bố trí một tình nguyện viên, một nhân viên y tế, hai xe còn lại của lực lượng công an và y tế đi theo hỗ trợ đoàn. Dịp này, đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã huy động 3,5 tấn nhu yếu phẩm để mang vào hỗ trợ cho người dân vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. 12 chuyến xe đón công dân Quảng Ngãi trở về từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức lăn bánh. Cầu mong cho tất cả sẽ thuận lộ bình an để người dân được đón về quê an toàn.